bạch thế tôn ngài dùng phương tiện rất là vi diệu vì đại bồ tát ở địa vị bất thối chuyển mà ngăn chặn thánh đế khổ chỉ rõ niết bàn ngăn chặn thánh đế tập diệt đạo chỉ rõ niết bàn bạch thế tôn ngài dùng phương tiện rất là vi diệu vì đại bồ tát ở địa vị bất thối chuyển mà ngăn chặn bốn tịnh lự chỉ rõ niết bàn ngăn chặn bốn vô lượng bốn định vô sắc chỉ rõ niết bàn Bạch Thế Tôn, Ngài dùng phương tiện rất là vi diệu, vì Đại Bồ Tát ở địa vị bất thối truyền, mà ngăn chặn tám giải thoát chỉ rõ Niết Bàn, ngăn chặn tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ chỉ rõ Niết Bàn. Bạch Thế Tôn, Ngài dùng phương tiện rất là vi diệu, vì Đại Bồ Tát ở địa vị bất thối truyền, mà ngăn chặn pháp môn giải thoát không chỉ rõ Niết Bàn, ngăn chặn pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện chỉ rõ Niết Bàn. Bạch Thế Tôn Ngài dùng phương tiện rất là vi diệu Vì Đại Bồ Tát ở địa vị bất thối truyền Mà ngăn chặn bậc cực hỷ chỉ rõ niết bàn Ngăn chặn bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tọa Bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành Bậc bất động, bậc thiện tọa bậc pháp vân chỉ rõ niết bàn Bạch Thế Tôn, Ngài dùng phương tiện rất là vi diệu, vì Đại Bồ Tát ở địa vị bất thối chuyển mà ngăn chặn năm loại mắt chỉ rõ Niết Bàn, ngăn chặn sáu phép thần thông chỉ rõ Niết Bàn. Bạch Thế Tôn, Ngài dùng phương tiện rất là vi diệu, vì Đại Bồ Tát ở địa vị bất thối chuyển mà ngăn chặn pháp môn Tam Ma Địa chỉ rõ Niết Bàn, ngăn chặn pháp môn Đà La Ni chỉ rõ Niết Bàn. Bạch Thế Tôn, Ngài dùng phương tiện rất là vi diệu, vì Đại Bồ Tát ở địa vị bất thối truyền mà ngăn chặn mười lực Phật chỉ rõ Niết Bàn, ngăn chặn bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, Đại Từ, Đại Bi, Đại Hỷ, Đại Xả, mười tám Pháp Phật bất cộng chỉ rõ Niết Bàn bạch thế tôn ngài dùng phương tiện rất là vi diệu vì đại bồ tát ở địa vị bất thối truyền mà ngăn chặn pháp không quên mất chỉ rõ niết bàn ngăn chặn tánh luôn luôn xả chỉ rõ niết bàn